Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính ngưỡng bạch trên Hòa Thượng Tôn Sư. Hôm nay sắp đến ngày chúng tăng tự tứ, ngày mười phương các bậc hiền thánh hoan hỷ, toàn thể tăng ni khắp chúng con môn hạ của thầy đồng tu hội về tổ đình thiền viện Thường Chiếu. Đối trước thầy, chúng con một lòng thành kính khát ngưỡng quỳ dưới chân thầy, xin được chúc mừng thánh tế thầy. Toàn thể chúng con thành tâm kính chúc thầy được pháp thể ca ngang tứ đại điều hòa cửu trụ ta bà hoàng dương chính pháp. Thầy của chúng con là người khôi phục truyền thống Phật giáo Việt Nam, giáo hóa chúng sinh, trong đó có chúng con. Chúng con nương nơi thầy được sự tận tâm dạy dỗ của thầy tu học cho tới ngày viên mãn. Kính bạch thầy, mong trên thầy thương xót cho chúng con nhận những lời phật bạc của toàn thể chúng con, xin thừa kêu lên chúc mừng thầy trong ngày hôm nay. Những mong thầy chứng minh cho chúng con, đồng thời qua 3 tháng an cư dâng lời thầy chỉ giáo, toàn thể tăng ni chúng con các thiền viện đều tuân thủ giới lực, nỗ lực tu hành và ai nấy cũng đều được phấn chấn, được những niềm vui nho nhỏ trên bước đường tu học. Tuy nhiên đường dài chúng con có thầy, giờ này toàn thể chúng con lại đối trước thầy các ngưỡng, mong trên thầy từ bi chỉ dạy Phật pháp cho chúng con trong ngày vui nhận tuổi Phật hôm nay. Mong thầy chứng minh hứa cả cho chúng con. Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tất cả chư tăng
nay có đủ mặt tăng ni ở đây vì gần đây tôi có cảm hứng một cái đề tài mà tôi đã nói chuyện với tăng ni Nguyễn Phúc Lâm. Về đây tôi sẽ nhắc lại cho quý vị câu chuyện đó. Cái đề tài tôi cảm hứng là một bài pháp kỳ diệu. Nếu nói là đúng hơn là một bài pháp kỳ diệu đã trải qua hơn 1000 năm mà âm thanh vẫn còn vang dội. Đó là cái ý nghĩa cái bài pháp tôi sẽ nói hôm nay. Một bài pháp kỳ diệu đó quý vị chắc cũng đã thường nghe và thường đọc, nhưng mà chúng ta nghe đọc chỉ lướt qua thôi chứ không tìm, không thấy được những cái điểm kỳ diệu đã nằm ở bên trong. Nên ngày nay tôi phải cố khai phá cho cái điểm kỳ diệu đó nó hiện cho quý vị thấy. Mà khi chúng ta thấy rồi thì chừng đó chúng ta mới biết rõ con đường tu của chính mình. Chứ nếu không thấy sâu sắc đầy đủ ý nghĩa bài pháp kỳ diệu này thì trên đường tu chúng ta vẫn còn những điểm mơ màng không sáng tỏ. Cho nên quý vị đem hết tâm lực để lắng nghe cái bài pháp kỳ diệu này. Nếu nhắc lại thì chắc ai cũng thuộc lòng, nhưng mà cái chỗ thâm sâu của nó thì ít người thấy. Đây tôi kể lại. Tổ Đạt Ma sau khi nhận Ngài Huệ Cả làm học trò thì một hôm Ngài Huệ Cả bạch Hòa Thượng, tâm con không an, nhờ Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Khi thưa câu đó, Ngài lắng nghe lời chỉ dạy của một bậc thầy đáng kính, thì Ngài chỉ nói rõ ràng có mấy câu: đem tâm ra ta an cho, tham sáu chữ mà đem tâm ra ta an cho. Như vậy thì sáu chữ đó là một sức mạnh phi thường khiến cho Ngài Huệ Cả phải quay lại tìm cái tâm bất an của mình. Từ trước đến giờ nó đã làm quấy rối không cho mình yên, tìm mãi coi nó là sao, nó ở đâu. Nhưng mà tìm đáng lẽ không thấy nó ở đâu hết. Khi tìm không thấy rồi thì Ngài hành thật xưa con tìm xong không được. Khi nói con tìm tâm không được, Tổ Đạt Ma liền xác định rằng ta đã an tâm cho ngươi rồi. Vậy kiếp mà ngay đó Ngài Huệ Cả liền biết lối vào, và từ đó Ngài có đường lối tu cho tới đạt đạo. Như vậy thì bài pháp đó cộng lên bao nhiêu chữ? Có 13 chữ, phải không? Trước 6
sao lại có 13 chữ mà biết được đường tu? Còn tôi mười mấy năm rồi đã khô cổ, tin thành bao nhiêu tập sách mà có người cũng chưa biết đường tu. Như vậy thì mới thấy cái kỳ diệu của nó. Đó là kỳ diệu không phải chỉ thường, mà cái kỳ diệu đó nó không phải dừng ở ngay nơi ngày Huệ Năng, mà nó kế truyền liên tục mãi cho tới ngày nay chúng ta còn nối gót để mà tuyên thuyết cái lời kỳ diệu đó. Thì không phải hơn 1.000 năm mà âm ba vẫn còn vang dội, phải không? Đó. Bây giờ trả lại kỳ diệu như thế nào? Tại chỗ nào chỗ kỳ diệu? Tất cả chúng ta trăm người như một, ai cũng nghĩ cái suy nghĩ phải quấy hơn thua tốt xấu, tất cả những cái suy nghĩ đó là tâm mình, nó là tâm mình. Cho nên khi ngồi lại, cái tâm đó nó nhớ cái này, nó nghĩ cái kia, chuyện quá khứ, chuyện bị mai, chuyện hiện tại, nó cứ ôm tới nhắc lưu mãi không ngang. Giờ tất cả chúng ta cảm thấy phiền não, Phật dạy tu thì phải định, phải an, mà tại sao nó cứ chạy hoài, kêu không nổi? Như vậy thì làm sao an đấy? Thì đó là một cái bệnh chung của tất cả tăng ni và Phật tử. Ai ngồi để tu cũng than thở tâm loạn động quá, kèm không được. Cho đến những khi xảy ra chuyện gì vui buồn, chúng ta chưa nằm lại nghỉ, nó để nhắm mắt ngủ, mà nó cũng lãng vãng trong đầu hoài cũng cần ngủ, phải không? Như vậy thì cái tâm đó nó quấy rối giờ tu hành của mình, mà nó quấy rối luôn đã giờ nghỉ ngơi của mình nữa. Từ hồi nào mà miễn khi mình lớn lên hiểu biết thì nó đã có sẵn rồi, nó cứ nối tiếp liên tục tới ngày này, mình không dẹp nó được, không thắng nó nổi. Nghe Phật dạy, ngồi thiền, niệm Phật phải tâm an định, thế mà mình không được yên, không được định thì như vậy tu làm sao? Làm sao có kết quả trên đường tu? Đó là cái băn khoăn thắc mắc chung của giới tu sĩ chúng ta. Thì ngài Huệ Cả lúc đó cũng ôm một cái thắc mắc như mình, cho nên gặp đó không có lời gì tha thiết hơn là xin một pháp an tâm. Thì cái đó là cái lời lòng tha thiết mong tổ dạy cho một pháp an tâm. Nhưng mà tổ có dạy pháp an tâm không? Thì câu nói rất là tầm thường, đem tâm ra ta an cho, hết sức là tầm thường. Mà mình ngu ngốc mình lại còn thấy đùa với thế, phải không? Tâm có cái gì cứ đem ra an cho, như vậy dường như ngày rồi với mình. Nhưng không phải, chỉ đem tâm ra ta an cho, cái câu đó bắt buộc người đủ lòng tin là tự tổ phải quay lại về cái tâm bất an đó ở đâu. Nếu mình nhờ an tâm mà cái tâm ở chỗ nào
hình dáng sao mình không biết thì làm sao ăn được. Cho nên ngài Huệ Cả vừa nghe câu đó, ngài không dám xem thường, mà ngài quay lại tìm coi cái tâm bất an ở chỗ nào, nó ra sao. Thì như vậy là một trọng tâm để ngài tu, quay lại tìm cái tâm bất an coi nó ở đâu. Mà khi mình quay lại thì cái gì quay lại? Cái trí tuệ phản quan của mình nó soi lại cái tâm bất an lúc bình thường nó lăng xăng rối loạn, bây giờ coi nó đâu, quan sát kỹ từ nơi nào cũng tìm không ra nó. Như vậy thì cái quay lại tìm cái tâm bất an đó là một hướng tu, một trọng tâm để mình tu. Bởi vì mình có mang cứ ngỡ tâm bất an đó là mình, cho nên không bao giờ quan sát, không bao giờ thấy rõ nó như thế nào. Bây giờ bị tổ bảo đem ra ai cho, cho nên mới sự quan sát lại tìm tướng nó qua hình dáng ra sao, cư trú chỗ nào. Khi quay lại tìm thì nó mất hình, mất bóng, không còn hình dáng gì hết. Mà không còn hình dáng gì thì ngài thật thà chưa con tìm tâm không được. Như vậy ngang đó chúng ta đã được thấy một đặc điểm để mình tu rồi. Mình tu bằng cách nào? Tức là phải quay lại, phải phản chiếu, hay phải hồi quan phản chiếu cái tâm năng lên đó, coi nó ở đâu, nó là sao. Thì đó là một lối phản quan tự kỷ mà chưa rõ sau này thường dạy. Vậy khi mình phản quan nhìn lại nó thì trước kia nó nghĩ chuyện người này, việc kẻ nọ, hình bóng lăng xăng. Khi mình quay về nó thì ngoài cái hình bóng đó phán bạc, đã phán bạc tức là hình bóng đó hư hay là thật. Nếu nó thật thì tìm phải thấy nó ở đâu, trú ngụ chỗ nào. Nhưng mà khi nhìn lại, tìm lại thì mất tâm mất dạy thì có phải chưa không? Như vậy thì rõ ràng chúng nó không thành. Thì đó là một đặc điểm thứ hai để chúng ta dùng tu. Như vậy với cái trí tuệ nhạy bén của ngài Huệ Cả, chỉ cần bảo đem tâm ra ta an cho, ngài sai lại tìm không thấy nó, ngài chỉ đưa con tìm tâm không được, thì tỏ bảo ta an tâm cho người rồi. Thì như vậy ngài tìm tâm không được, tại sao không được? Vì tìm nó là bóng, nó là những cái ảo ảnh trong cơ thể, cho nên quay lại thì cũng mất. Thì như vậy không phải thiệt, mà từ ở nào chúng ta tự nghĩ nó thiệt. Cái không thiệt mà nghĩ là thiệt thì cái đó là cái nghĩ sai lầm hay là chân thật. Mà đó là cái nghĩ sai lầm, mà sai lầm tức là cái si mê. Bởi si mê chúng ta lấy cái giả cho là thật. Bây giờ nhìn lại nó mất thì biết nó là giả, mà biết nó là giả thì sao?
chúng ta đã hết si mê chưa? Như vậy chúng ta đã mở sáng trí tuệ rồi, không còn si mê như trước. Như vậy thì cái lối tu điểm biến là phải phản quan, tìm lại cho biết thường tặng cái tâm hư giả đó là không thật, thấy nó tiêu tan như cái bóng không có một nơi cứ xứ nào hết. Thì như vậy cái mà nó đang mê lầm nghĩ là tâm mình, ngày nay mình nhìn lại mới biết đó là cái hư giả. Như vậy nên phản chiếu lại nội tâm mình và biết cái tâm chấp mê phân biệt hơn vô phải quấy từ nhỏ đến giờ là cái bóng hư dối. Biết rõ như vậy thì chúng ta đã có một điều kiện, có một hướng tu. Như vậy thì chỉ cần hai câu nói đó tạo cho chúng ta một cái bước đi cụ thể, chỉ thẳng cho chúng ta một cái gốc của sự tu hành. Bởi vì tu Phật là phải giác ngộ được những cái mê lầm ở trước, những cái mê lầm là tiến nhân tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta giác ngộ thấy rõ nó thì chúng ta không lầm nữa, mà không lầm tức là chúng ta đã sáng lên, không còn bị cái vô minh lôi kéo chúng ta đi trong sinh tử. Như vậy thì quý vị thấy chỉ có 13 chữ, 13 lời nói kết thành một bài pháp chỉ rõ đường lối tu hành. Điểm thứ nhất là chỉ cho mình thấy rõ phải làm sao để tu, là phải phản quan, phản quan của mình. Điểm thứ hai biết tường tận thấu suốt rằng cái tâm lăng xăng của mình là bóng dáng hư ảo. Biết rõ như vậy thì chúng ta đã sáng. Như vậy con đường tìm đến giác ngộ xa gần, rất là gần, nhưng hiện tại tất cả chúng ta ở trên thế gian này có người nào dám nhìn thấy rõ cái tâm nghĩ tưởng hơn thua phải quấy tốt xấu của mình đó là cái bóng, là hư ảo? Ai cũng chấp là tâm mình. Khi chấp là tâm mình thì mình nghĩ cái gì cho là hay, cho là đúng, đem trình bày huynh đệ, huynh đệ liền phản bác nó là sai là chặt thì mình xử sự sao? Tôi thật với chúng ta có rõ mặt không? Như vậy thì rõ ràng cái bóng dáng không thật mà mình bám vào đó cho là thật rồi cho là chân lý, cho nên ai động đến nó mình phản bác, mình phản bác rồi thì theo đó mà gây không biết bao nhiêu sự hiểu lầm. Còn bây giờ nếu mà mình suy nghĩ, mình nhận thấy dù cái đó nó là đúng nhưng mới là cái suy nghĩ của mình chưa phải là chân lý thì ai cũng nói nó đúng, nói nó chặt rồi thì nó không giận, người nói cho nó là chặt, không mừng người cho nó là đúng. Đâu ngày nay mình nghĩ như vậy đó là đúng, rồi tu năm năm mười năm sau mình sẽ thấy nó chặt. Nên những điều đó chúng ta phải sáng suốt biết rõ. Như vậy thì cái gì là cái mầm, là cái nhân tạo nghiệp luân hồi? Chính cái tâm
nghĩ được năm tháng đó, nghĩ tới quyền lợi thì đó là tham, nghĩ tới những thơ cô phải mấy sẽ xanh, nghĩ tới những cái chuyện được phụ hưởng trước thì cũng đó là chi mê. Thì tất cả những cái đó đều có từ cái tâm lăng xăng đó mà tạo ra. Như vậy nó là cái nhân sanh tử luân hồi. Nếu để chúng ta biết nó là hư giả không thiệt thì cái dòng luân hồi từ từ tan nát. Như vậy thì chúng ta tu cầu giải thoát, cầu cái gì, cầu ở đâu? Chính là phải biết cái mầm, cái gốc của nó là cái tâm phân biệt tâm sanh. Từ tâm phân biệt tâm sanh thích cái gì, từ nghĩa nó theo, thanh làm theo thì thanh nghiệp. Còn nếu tâm tâm sanh không có thích cái gì thì nghĩa nó cứ nói, thanh đâu có làm theo thì nghiệp đâu có. Như vậy chúng ta chỉ cần quay lại thấy rõ cái tâm sinh diệt là bóng giá, là ảo tưởng không thật, thấu suốt được lại đó là chúng ta chuẩn bị dừng được nghiệp luân hồi. Mà khi cái tâm tạo nghiệp nó dừng rồi thì cái tâm chân thật nó hiện ra đầy đủ. Và tâm chân thật không phải nghĩ suy, không phải phân biệt, mà nó luôn luôn hiện liền sáng suốt có sẵn ở nơi mình. Vì mình chạy theo cái lăng xăng nghĩ tưởng đó mà che chắn nó, cho nên một khi khởi niệm nghĩ suy đó là một bằng mây đen che khuất cái tâm sáng suốt của mình. Mà cái niệm nghĩ suy đó một ngày nó dấy lên thì bao nhiêu lần, cháy lên thì bao nhiêu lần, họ biết trăm ngàn lần nào cháy. Như vậy thì một trăm ngàn lần nó dấy lên thì nó giết hết một ngày của mình đâu, một ngày bị che mờ. Chứ giờ mình dừng nó được, mình phá tan nó được thì cái mê mờ nó sẽ hết. Mà mê mờ hết thì cái trí tuệ chân thật nó diễn ra, đó là tánh giá, là Phật tánh của mình. Như vậy khỏi đi tìm Phật ở đâu, mà chỉ cần phá tan cái đám mê mờ đen tối đó, nó hết đi thì chúng ta sẽ thấy, sẽ hiện được cái chân thật. Nó đơn giản, vô cùng đơn giản. Mà bây giờ chúng ta chạy ngược, chạy xuôi, cầu kiếm, xin người này chỉ, cầu người kia dạy, đủ thứ hết, mà không quay lại, không tìm nó ra cái manh mối đầu đó. Thì giờ nhân tổ dạy chỉ rõ cái manh mối đó rồi thì ngài Huệ Trả, ngài đã thấy được đường vào. Thì bây giờ quý vị thấy đường vào chưa? Thấy chưa? Chưa dám nói. Đây là tổ máy có 13 chữ là ta đã thấy. Còn nãy giờ tôi giải thêm mấy trăm tiếng nữa mà quý vị cũng chưa dám thấy. Chuyện vậy có đáng trách không? Chứ vậy thì rõ ràng chuyện đó như ban ngày, bởi vì mê lầm cho cái nghĩ suy phải lấy hơn thua là tâm mình, rồi bám nhặt vào đó theo nó đòi hỏi mọi người cũng nhiều chỗ đó. Đó là một cái từng sai lầm cho bản thân mình, rồi bắt buộc người đó, người khác chạy theo cái sai lầm của mình. Bây giờ khi nó suy nghĩ thì mình biết đó là giả dối, là tạm bợ, không có gì quan trọng, bỏ đi. Nó là giả dối bỏ đi,
thì tự nó tan biến. Như vậy dường như không có tu gì trên, chỉ cần thấy biết đúng như thật, đừng bị nó gạt được rồi. Như vậy thì chúng ta tu nó là tu bằng cái gì? Đó là trí tuệ. Mình trí tuệ đó là trí tuệ bản ngã. Bởi vậy nên người tu thiền phải dùng trí tuệ bản ngã mà quán chiếu. Như vậy thì chúng ta thấy ngài Huệ Khả nghe tới đó, ngài đã biết được từ bao, từ từ đó ngài cứ an ổn mà tu. Cho đến cuối cùng một hôm thì trình với tổ đại ma bạch tổ thượng, hôm nay con cảm thấy khác duyên. Tổ đại ma bảo coi chừng rơi vào không, thầy liền cãi lại: con rõ ràng người biết mà sao không được. Ngày đó được tổ đại tiên đơn giản là sao. Như vậy thì trước chỉ có người mấy lời thành bài pháp sau bao nhiêu lời, nay con sạch hết các gì cũng sắp lại. Rồi thì đó bảo tôi chỉ nên vào thăm con thấy kiến rồi, thì ngài nói rõ ràng thường biết thành sắp không được, thì tỏ được ấn chí liền. Như vậy thì bài pháp của ông thầy dạy và cái bài pháp của người học trò trình nó nhiều ích, và cái lời kết thúc mà được truyền tâm ấn bằng những lời ông được như thế, ta cũng như thế, chư Phật cũng như thế. Đơn giản là sao? Ông như thế tức là ông thấy được như vậy, ta cũng thấy như vậy thì ông với ta giống rồi. Thì Phật cũng như vậy thì Phật, ông và ta đều thấy đến chỗ tột cùng. Thì Phật là Phật thì chúng ta không giống vị Phật thì đó là tổ. Cho nên là tổ thứ nhất, là tổ thứ hai, thứ ba, nghe bao nhiêu lắm. Như vậy thì quý vị thấy lời của người thầy sát nặng cái chỗ đến của người học trò. Nhưng mà tổ đại ma ngài rất là tinh vi, ngài sợ người học trò lầm, cho nên nói con biết thấy khác duyên. Giờ quý vị biết thấy khác duyên là sao? Căng trần còn biết nhau nữa, sáu căn không dưới sáu tầng dưới thế giới kia. Còn ngày nay chúng ta tu thì sao? Dưới thế giới gì? Ai cần bây giờ là dưới thế giới kia, còn mình dưới thế giới kia, mình dưới thế giới kia thì ai họ kiến cho mình đây, ấn kiến cho mình đây? Chắc mà vương bạn giờ đó là bạn vương thôi. Tôi và các ông được đi một đường hả? Bởi vì khi nào mình dứt hết các duyên sáu căn không dứt, không kẹt sáu căn, thì đó là được tổ ứng chiến. Nhưng mà nói như vậy tổ e ngại sợ khi nó dứt hết các duyên rồi khi buông như lên không biết gì hết, cho nên tổ nó thay tiền lên vào không, nó không biết gì hết. Đó là sao? Ngài xác nhận con rõ ràng được biết nó không có được. Thì chính cái rõ ràng được biết là để chứng tỏ rằng đến nơi đó là sống được với cái tánh thật của mình, chứ không phải là thân hơn. Khi không còn bị giết cái sáu trần thì đó là chúng ta sống được cái tánh thật, chứ lại nghe nó là không biết gì. Cho nên khi mà tâm chúng ta không còn một trí nghĩ ở gì đó, như mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, chân vẫn biết đi, và tất cả những cái gì chung quanh chúng ta đều biết, biết mà không biết, biết mà không kẹt, thì đó là không biết ngang nhiên, mà
rõ ràng được biết. Thì cái việc này hết sức là dễ, mà cái rõ ràng được biết nó không phải là tham sân si, nó không phải là phải quấy hơn thua tiền nhân, cho nên nó không tạo nghiệp. Rõ ràng được biết là không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì làm gì có sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái rõ ràng được biết đó là cái gốc của sự giải thoát sinh tử, chứ đâu phải cái đó hết mình. Không hết mình mà không có cái bản ngã cố chấp chỉ có một cái rõ ràng được biết, thì như vậy trên đường tu hai thầy trò thông cảm nhau qua cái câu chuyện hết sức là đơn giản. Ngày nay chúng ta rảnh, nhiều khi thầy trò ngồi nói chuyện đang nhớ vậy đó, mà rồi sao? Rồi ra không có chuyện gì đáng kể. Rồi ngày xưa chỉ cần một câu của người thầy nói mà người trò ứng dụng được thì liền được giải thoát. Cho nên cái bài pháp mà Tổ Đạt Ma chỉ cho Tổ Đại Cả là bài pháp kỳ diệu phi thường, vừa là đơn giản vừa là sâu xa, chỉ thẳng cội nguồn của sinh tử cho chúng ta dừng bỏ, rồi cũng chỉ thẳng cái tận cội nguồn giải thoát cho chúng ta nhận ra. Cho nên Tổ Huệ Cả sau khi được thánh tiến rồi thì ngài đầy đủ tư cách của một vị tổ để giáo hóa sau này. Từ đó truyền mãi cho tới thế kỷ thứ 13 đời nhà Trần, thì chúng ta chỉ nghe ông cư sĩ là Tuệ Trung cư sĩ chỉ chỗ yếu điểm của thiền cho thái tử Trần Thâm. Thái tử Trần Thâm hỏi ngài yếu điểm của thiền là gì, thì ngài bị phạt giả rằng phản quan, tự kỷ, bổn phận sự. Phản quan tức là soi sáng, tự kỷ chính mình tức là soi sáng lại chính mình, đó là một phần của người tu thiền. Bất tường tha chấp tức không thể từ bên ngoài được, thì câu nói đó có phải là cái thuốc tủy từ Tổ Đạt Ma không? Đó, để chúng ta thấy cái người tu nắm được cái yếu chỉ đó thì thấy cái hệ thống từ Tổ Đạt Ma cho tới Việt Nam chúng ta, ai lãnh hội được thiền đều thấy cái yếu chỉ đó, không có gì khác. Ngày nay tôi dạy tất cả tăng ni Phật tử tu ngồi thiền chỉ thấy niệm khởi niệm buông, hoặc nói là vọng tưởng, nó mạnh là vọng tưởng đầy nó bỏ, thì như vậy có đúng theo cái yếu chỉ đó không? Làm sao thấy vọng tưởng là phải phản quan, nếu không phản quan thì vọng tưởng thì dẫn mình chạy. Vì vậy mà phản quan nhìn lại thấy từng niệm khởi, những niệm khởi đó biết nó là hư ảo bỏ, thì như vậy đúng là cái gốc của Tổ Đạt Ma để chỉ cho Tổ Đại Cả. Nếu chúng ta thực hành được cái Tổ Đại Cả, nghe nó buông hết những vọng tưởng, tới một phút giây nào nó lặng hết, thì quý vị sẽ nói sao? Còn đi thay các gì? Phải không? Như vậy thì nó rõ ràng, thì nói đi thay các gì thì mà rõ ràng được biết phải là ai cũng biết như thế, phải không? Còn hồi xưa vì không biết manh mối để tu nên là chúng ta quay vẫn lang thang đọc nơi này tìm nơi kia, đọc bao nhiêu kinh sách mà rồi cũng không nắm được cái cuốn tu. Thì ngày nay tôi thấy rõ chỉ cho quý vị thấy đường là cái điều đó, thì sự tu hành của chúng ta nó không có
phí mất nhiều thời gian mà chỉ khéo một chút trên đường tu, chúng ta sẽ tiến thêm rất là cụ thể chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là tôi nói Tổ Đạt Ma với Tổ Đề Cả. Bây giờ từ Tổ Đề Cả tới trước thì chúng ta thấy sao? Sau này một người nổi gặp Tổ Đạt Ma Đề Cả chưa? Con tội lỗi nhiều quá cho nên được quả nhờ thầy dạy con pháp sám hối, thì mình là bệnh hoạn thì xin pháp sám hối để trở hết tội nó hợp lý, thì xin sám hối để trở hết tội. Thì là Bệ Cả thầy dạy sao đem tội ra để sám cho cái điều đem tâm ra để ăn cho này, họ đem tội ra để sám cho. Lâu nay chúng ta nói tội nói nghiệp, nhưng bây giờ chúng ta biết tội là sao, nghiệp là sao không? Không biết. Chừng ai lại tìm tội, không thấy tội đâu hết. Thì nên mà từ từ không tìm tội không được, không có. Ta đã sống hối với người rồi, rồi cũng được ngộ đạo thành tội. Tới đời thứ ba gặp ngày đạo thuyết là một chú sa di mới 14 tuổi, gặp ngày tăng sáng tức là tối đi qua đấy, thì ông thưa này bắt vào cửa dạy cho con pháp tu giải thoát. Câu nói đó rất đạo vị, giải tu giải thoát. Thì ngài chỉ ai đó một người quản tiền thôi, thế con không có ai bắt buộc hết. Cái cầu giải thoát là gì? Cái ngộ đạo. Thì như vậy tất cả cái giải từ trên xuống dưới đi một chiều cụ thể là phản quan lại, tìm tâm mình, tìm tội của mình, tìm cái nghiệp của mình, thì tự nhiên mọi cái nó tan qua. Bởi vì sao? Vì tâm thân vô phải quấy tốt xấu là tâm tạo thành nghiệp. Bây giờ tội thì đâu có, tức là do cái tâm đó mà tạo thành tội, thì từ tội nó kết thành nghiệp. Như vậy muốn tìm tội thì chúng ta phải quay lại nhìn tâm. Nếu tâm không có thì tội cái đó cũng mất, mà tội mất thì nghiệp cái đó cũng tiêu, thì không còn nghiệp nữa. Chúng ta làm sao tự tại giải thoát được? Như vậy thì cái giải thoát nó không có xa, mà chỉ vì mình tu hướng về ngoài nhiều, tu cầu Phật gia hộ cho mình được sống lâu, được gặp những duyên tốt, đến chùa cho to, làm một sự cho lớn, mà không chịu quay lại mình, thấy rõ mình, mà không thấy rõ mình thì trên đường tu làm sao mà có kết quả. Cho nên tôi nói thẳng rằng cái bài pháp này là cái bài pháp tuyệt vời, trải ra bao nhiêu thế kỷ bài pháp đó vẫn nguyên vẹn, mà đó là tinh hoa, là cái cốt lõi của Đức Phật dạy. Chỉ để thì tất cả chúng ta tu nắm được chỗ tinh hoa đó, thấy được cái cốt lõi đó, thì chúng ta phải nỗ lực, phải quyết tâm sẽ là tu có kết quả. Tôi nói đó là lý thuyết bằng ngôn ngữ. Bây giờ qua cái hình thức cụ thể để cho quý vị thấy, đó là 10 bước tăng thân sau. Đây là một cái lối minh họa của các vị sư rất là khéo. Chúng ta thì chỉ là lý thuyết, thế chúng ta không có minh họa được cái hình ảnh đó. Thì đây quý vị thấy minh họa cái bước đầu của chú Trang Châu là gì?
đi tìm chồng, phán quan phán điện lại mình khác, phải không? Tìm mình đó là các ngài, cụ thể quá bằng một hàng trang chuyên đề của chồng. Như vậy thì nguyên bản mình thành là tài tình, rồi đang làm thấy gì nữa? Đi mình là cái ý dấu, mình bắt đầu tìm lại cái tâm mình đã sao? Thì tìm lại ta biết như giác cho nó hiện lên, ta biết đó cái giác hiện lên như là mình thấy sự giống trên đường, thấy sự giống trên nó rồi sao nữa? Rồi từ từ mới đi tới cửa dành cho đánh đập với nhau. Bây giờ mới thấy ló được cái đuôi, cái phần sau của con trâu, chưa chưa thấy trọn vẹn thì đó là trên đường tu. Thường là học cái này người ta hay khó dễ biết, nó không biết con trâu là chân lý là hay là hư vọng. Bây giờ mình biết cái chân lý là hư vọng, nó chỉ là cái giả tướng, cho nên đến khi kết thúc nó không còn, đúng không? Như vậy thì tìm tìm được nó, thấy được nó rồi thì chúng ta sẽ đi tới cái chỗ mà đương cột dây để mà nuôi đầu nó. Bây giờ hỏi ở đây quý vị tới chỗ cột dây nuôi đầu chưa? Đang cột dây nuôi đầu nó, hai vị nó lôi mình chạy đó, cái chỗ mà tôi thấy hết sức là cụ thể. Như vậy thì từ cột dây lôi đầu nó rồi thì chẳng là cái gì nữa, tới cái tự tại năm chi mũi đã đi không tha. Bây giờ biết không tha chưa? Sao mà tôi không có rồi, đầu bạc trắng rồi mà chưa còn lắc đầu, chưa nắm chi mũi đã đi không tha. Rồi đây cái nhóm đã đi không tha là thấy cái gì nữa? Đây, quý vị thấy rồi cái duyên nó là nổi sáo, vui chơi sự tại, nó vẫn còn mà mình làm chủ được nó. Đây là tôi nói quý vị thấy vẫn được còn, nhưng mà mình làm chủ được nó. Nhưng mà muốn thắng được vọng tưởng, cái điểm then chốt nhất là phải biết mình có cái thật, nhận chân mình có cái thật thì cái thuyết giả này mình sẽ làm chủ nổi. Còn không nhận mình có cái thật thì cái giả này nó lôi mình đi luôn, không có làm được. Vì vậy cho nên khi mình điều một cái được chưa hết mà mình dạy tự tại, mình dạy ngồi trên thiên nó thổi pháo tự tại, rồi từ cái đó quý vị lần lần tới đây thì con câu cho nó hàng trăm còn. Khi mình phản quan lại thì bắt đầu cái niệm vọng tưởng nó vẫn còn, nhất là lúc đầu mình thấy nó mình thắng nó nhưng mà chưa có điều phục được nó, từ từ điều phục được nó, nghĩa là nó có trong đó có trong không không. Thực ra chúng ta tu là không phải là bỏ hết suy nghĩ, chúng ta có nghĩ khi cần, còn khi không cần thì bỏ qua. Đó là nói cái sự tự tại ngồi trên liên câu chân. Khi cần, ví dụ giờ quý vị bình thường không có chuyện gì thì lúc đó mình không cần nghĩ, nhưng giờ lát nữa dạy học cần cái soạn bài thì lúc đó không có nghĩ. Cứ nghĩ chạy rồi ra thôi, không có cần nghĩ nữa. Thành ra đến giờ ngồi thiền thì đó là giờ ngồi thiền, chứ không phải giờ suy nghĩ. Đuổi nó cái một, và đến cái giờ ngủ, đây giờ ngủ cũng cần nghĩ, đuổi nó cái một, thì như vậy mình tự tại chưa? Dành con nó, mình tự tại. Đó là cái kéo của mình. Rồi đến cái chỗ này, cái chỗ mà chúng ta thấy
có một số người họ nói là tôi dạy tu là còn biến vọng không theo, phải không? Biến vọng không theo, biến vọng là cái gì trong này? Là thành chắn, vọng nó cũng cấm, phải không? Mình không theo nó, không theo nó thì nói như vậy thì còn có năng thở, tu cũng được. Bây giờ quý vị có điều một câu đâu mà để một câu không? Không có người chăn thì điều một nữa không? Cho nên giai đoạn đầu phải có trâu, có chăn. Có trâu thì phải có chăn thì điều một nữa. Như vậy thì các người nói tôi biết dạy, biết bọn không theo, biết đó là năng, còn là sở, thì còn năng sở mới lại tôi không thấy đâu. Đó là cái gì? Thấy cái phương tiện cho là cứu kiếp. Đó, từ khi mà chúng ta chinh phục con đâu rồi, tự do làm chủ nó rồi làm nó biết hết. Biết hết khi cái thấy cái căn nó chỉnh còn nó là nó chừng nó mà nó thấy thời gian nó không có nữa, nó gì phải không? Không còn nó nữa thì biết hết càng gì phải tán quan mà sáu căn tự phải đó tới lúc này hết câu được cũng hết căn. Như vậy thì như vậy mới là phải chỗ cứu kiếp của nó chứ mình đi không vô là sao tới cái này được. Như vậy thì nhiều người tu mà không biết đầu đuôi gốc ngọn thì cái cảm thấy chỗ cứu kiếp chỗ này nè không có năng sợ, mà không năng sợ thì làm sao buổi đầu cứu sẽ được đó. Thì khi mà qua khỏi cái năng sợ này, không còn trâu, không còn chăn, đừng tưởng nó là hết, mà phải là đó là cái chỗ mà Tổ Đạt Ma ngài nhắc Tổ Bệ Hạ coi chừng cơ bỏ không đó. Thì ngài nói không có được rõ ràng được biết tức là chia ba về tổ quá đủ về tổ đảm về cái gốc hàng ghét biết mình đâu phải là không đó. Quý vị thấy hết sức là rõ ràng và khi mà đảm về được cái gốc này rồi tức là sống hay là nhập được có sống cái thể ức không biết gì nó nằm ở đây nó chết ra chỗ không biết. Như vậy thì tới đây rồi nó không phải giống như nguyên thủy nhập nước bạn những biển mà tới đây rồi còn phải đến một cái người đó là ông già phụ nữ tay còn gãy tay chết còn cái chén bây giờ sống nên là như vậy thì để làm gì nhằm được phát tánh phát tánh rồi chúng ta tùy duyên ứng hóa giáo độ giáo hóa độ chúng sinh chứ đâu phải cái đó là mình nhằm với bàn chuyển biến. Cho nên hai bên khác với nguyên thủy nhằm với bàn vô sanh không còn trở lại nữa, không còn sanh trở lại. Thứ hai nhằm được cái pháp tánh rồi hay là pháp tánh rồi thì sau đó pháp tánh này thì khi mà có ứng thanh có quá thanh để độ chúng sanh mà ứng quá thì phải nhắm người ta chứ phải không? Muốn ứng thiện ở trong loài người phải hiện loài người, muốn ứng thiện ở trong cái đám cùng dân phải hiện người nghèo, muốn ứng thiện trong cái đám mà cờ bạc rượu chè phát triển người cờ bạc rượu chè vô đó thì giống á thì đó mới gọi là cái diệu dụng của Bồ Tát. Như vậy thì trên đường tu nắm vững được cái này rồi thì chúng ta còn nghi ngờ gì nữa, cứ như vậy mà đi chứ không phải đi mong cho tới cái chỗ không còn trâu còn chăn như là ăn cứ lâu hoài, không phải vậy mà chúng ta phải trở về được ngay cái pháp thân của chính mình. Mà có pháp thân thì sẽ có ứng thân của hóa thân tùy duyên ứng nghiệm quá độ chúng sinh. Nói như vậy tôi mới dám khẳng định Đức Phật Thích Ca ra đời là một ứng thân để quá độ chúng sinh. Ngài là Bồ Tát Niết Bàn Bổ Xứ
thì đó ứng thân cái gì? Mà ứng thân với Ngài muốn độ cái thế gian đầy tất cả tham dục này, thì Ngài ra đời xuất phát có ở trong cái tham dục như ai? Rồi cái Ngài thoát ra rồi mới dạy. Thế rồi nói Ngài ra như lấy con sen được đi đầu quá. Thật như vậy thì coi tôi là không là tôi được. Nhưng mà đi ra thì hồi nào không biết là lớn lên thì tiên cùng lớn không, đâu có đi được cây coi sen. Cho nên những cái đó là những cái mình quá tôn trọng. Thì tôn trọng là mình mượn cái hình ảnh nào để tỏ ra cao quý. Nhưng cái đó là cái thời xưa kìa, thời thực tế này cũng được. Phật tính quá thì phải như bao nhiêu người đây đã được cảm về mỗi lần tại không còn xét cái chết mang thùng được cái pháp, phải không? Đó là để nó sẽ ứng thai bao giờ cũng phải tùy theo nghiệp chúng sinh, ứng nghiệp như họ để đồng sự quá. Muốn giáo hóa phải đồng sự, giáo hóa mà khác mà không có được. Bởi vậy Phật mới nói gia đình, cho nên mình định sự thấy có những mâu thuẫn mới ra đời. Ngài đã đi bảy quan xem rồi trên trời dưới đời của ta là không hết. Ta lớn thì sao? Ta lớn thì ta cũng có gia đình. Mình nếu có gia đình thì bắt buộc thì đừng có con, nhìn có con thì vậy thì sao? Thì cái gì là hết? Có những cái rất là khó xử của mình. Mình nói về thế, chứng thanh là phải như vậy, chứng thanh vào đâu phải như chúng sinh như thế đó. Rồi từ từ chứng tỉnh. À, rồi khi Phật đi thấy cảnh già bị chết, Ngài thì tỉnh để đánh giết người ta lẽ từ nhãn nước mắt mà cứ mê muội có mặt ở đây rồi phải già phải vợ phải chết mà không sớm tìm đường thoát cái già bị chết đó là vui sướng. Ngài thấy được thì như thế để Ngài giáo hóa thì chỉ dạy cho chúng ta thì quý vị thấy nó rõ ràng. Cái việc gì chúng ta làm, chúng ta phải thấy tường tận, hiểu cách rõ ràng thì chúng ta không nghi lầm. Còn hiểu không tường tận, biết cách mơ màng, rồi ai bài đâu làm đó thì cái tu nhiều khi của một đời không thấy đâu. Như vậy, thì cái bài thuyết pháp nãy giờ tôi nói là bài thuyết pháp kỳ diệu, phải không? Một bài thuyết pháp đó mà bao nhiêu người tu hành đã được giác ngộ, đã ra khỏi vòng sinh tử. Chúng ta bây giờ học nhiều quá, 10 năm, 20 năm mà sao cũng còn vẫn thành cái tâm cái dòng quanh quẩn luân hồi như vậy thì đáng tội nghiệp. Cho nên bây giờ tăng ni Phật tử phải can đảm, phải khẳng định chúng ta có cái hạt sẵn là hòn ngọc ở trong túi. Bây giờ biết được rõ hòn ngọc trong túi thì tất cả những cái bụi bặm bên ngoài bụi nó hết sạch hết để lấy hòn ngọc ra, chứ không có bận biểu với các bụi bặm tầm thường đó nữa. Mọi cái nghĩ suy là những hạt bụi lên che mất cái ánh sáng của mình. Cho nên chúng ta lặng nhìn trên nhau căng thì cho nghĩ suy năm ba phút thấy cảnh thì không có màng đến nó nữa. Thì như vậy trên đường tu không phải chỉ trong giờ ngồi thiền mà giờ đi đứng làm công nghi được nọ chúng ta vẫn tu, vừa có giới điểm vô ích thì cứ buông, làm cái gì biết cái ấy, đó là dạy chúng ta đâu bằng cách là không cho những cái năng sang đó quấy nhiễu mình chăm vào một việc mình đứng làm để đánh ra những thứ đó, thì đó cũng là tu. Bởi vậy cho nên nói đi là thiền, đứng là thiền, nói đến đều là thiền hết là vậy, chứ không phải chỉ giờ ngồi thiền mới thiền. Nếu ai tu trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi đều thấy rõ buông hết những niệm lăng xăng thì những người đó quý vị thấy
họ có gây sự với ai không, có phiền não với ai không. Còn nếu có gây sự, có phiền não thì người đó có khéo tu không? Đó, coi như đó thì đánh giá đủ rồi. Ai thành công, ai chưa thành công, quyết tu thì phải làm sao nhìn lại cái câu mình nó còn quan hay không, chứ không nhìn câu cũng sớm liền. Thế là câu sớm liền của họ, thằng họ không có dính dáng gì mình hết. Mình lo chuyện của mình, như vậy là quý vị khác tu. Còn cứ can thiệp việc của người là chưa biết tu. Đó là hôm nay tôi đem hết tinh thần nói cho quý vị thấy tạo cùng những cái chỗ quan trọng của việc tu, nhất là tu thiền, để cho quý vị bớt nghi ngờ và có thể biết rõ trên con đường tu giải thoát không xa. Thôi đến đây.